cô cũng đồng tình với thằng Nghĩa à? Thế tại sao một mình cô với thằng nhỏ lại chấp nhận chịu thiệt thòi như vậy? Tại sao có thể để tất cả mọi việc trái ngang như thế này? Anh Nghĩa thì không thể quên được chuyện xưa, còn cháu thì rất hiểu và thương anh ấy. Nên không thể nào làm như vậy được. Làm như vậy là thất đức lắm biết không? Cô ngăn cản thằng Nghĩa lại đi, bây giờ vẫn còn kịp mà. Bác biết tính của anh Nghĩa, anh ấy muốn làm là sẽ làm cho bằng được ạ. Hình như bố đã già rồi. Lan Hà là tâm huyết của bố và cũng là của con. Con phải tính dần việc, về đây đỡ đần cho bố đi. Nên là không thể khoanh tay đứng ngoài nhìn mãi đi thế này được. Con phải tính dần việc này đi, càng sớm càng tốt. Con thấy anh Nghĩa cũng đỡ đần bố được nhiều việc, tại sao bố không giao cả phần việc của con cho anh Nghĩa? Hay là bố không tin anh ấy ạ? Bố tin. Nhưng không thể tin tưởng bằng bố tin vào chính bản thân mình được. Hoặc như con gái của bố. Mày nói cái gì? Tôi nói thật. Tôi muốn ông chứng kiến những gì mà ông yêu quý nhất. Hả? Tôi sẽ cướp hết. Này, tôi... Những gì mà ông mong mỏi nhất, tôi sẽ không cho phép ông có. Làm sao tôi có thể để cho con tôi gọi kẻ thù của mình là ông ngoại được? Hả? Hả? Tôi và anh có thù oán gì nhỉ? Có hiểu lầm gì không? Hả? Hiểu lầm à? Bị kết án thì con có thể có án oan, chứ người có hận thù thì làm sao mà nhầm lẫn được. Ông nhìn tôi đi, nhìn thật kỹ vào. Sao? Có thấy tôi giống ai không?